Wow. Bờ xôi ruộng bậc, cánh đồng xưa thẳng cánh cò bay. Lúa vào thì con gái, hương thơm quấn vào chân người đi lỗi bước. Hồn thơ thới trải vào ánh xanh. Lúa chín, cánh đồng vàng rực nối với chân trời, người nông dân hân hoan. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sạm đen nắng gió. Còn ruộng đồng người nông dân không bao giờ chết đói. Từ ngàn đời niềm tin đã đóng đanh vào trái tim người. Từ cánh đồng nền văn minh lúa nước ra đời. Ca dao cổ tích chiếu trèo rộn rã sân đình. Chú tễu cười váng dưới ao sừng sững bước đi cùng nền văn minh nhân loại. Sao cứ phải hiện đại hóa, công nghiệp hóa? Sao cứ phải trở thành người công nhân, người công nhân vô sản? Dự án đến, cánh đồng bị bức tử dưới lớp cát. Cánh đồng cầu cứu người nông dân, người nông dân lấy thân mình che chở cho cánh đồng. Trên TV, mẹ nhìn thấy rùi cui và những họng súng. Mẹ không sợ, vì mẹ tin người nông dân sẽ thắng. Bỗng tim mẹ nhói đau như vừa bị trúng đạn. Khi mẹ nhìn thấy dưới cò súng là trái ngón tay của con trai mình. Một người làm quan cả họ được nhờ. Mẹ có cần nhờ cả chi ở công ty khi đôi tay mẹ đã làm đủ cái ăn cái mặc? Mẹ còn để dành cho ông quan lương thiện khi trở thành thứ dân? Nếu có một Gaddafi thứ hai phải chết cho ông tống, mẹ đến bên lề ông nhân sắc không còn linh hồn. Đôi tay mẹ run run, mẹ đã quá già rồi, mẹ quá đau khổ. Mẹ nói con trai mẹ đã yêu con như đã từng yêu con đến thế. Mẹ tha thứ cho con tất cả thời tao loạn, mẹ không có quyền lựa chọn. Thầy chấp nhận cả thiên thần và ác quỷ của thân xác mẹ để làm người, để mẹ yêu cả phần người phần thiên thần và ác quỷ. Mẹ tha thứ cho con là cách mẹ tha thứ cho chính mình khi người đời nguyền rủa mẹ đã sinh ra con. Con trai ơi, dù con có là người thế nào, mẹ vẫn luôn yêu con như đã từng yêu con đến thế. Mẹ còn mong con quay trở về là một người đàn ông lương thiện. Mẹ đòi hỏi con có quá nhiều không?